xong. Đây, gà đây. Gà đã xong. Đây. Bây giờ tôi sẽ cho gia vị vào. Gia vị cho tí màu nha, có màu nha. Đấy. Tí màu vàng luôn. Nấu lên nồi canh nồi lẩu gà lai á nhìn hấp dẫn này. Mình sẽ làm nồi lẩu gà lai á nha. Rồi. Cho ít tỏi vào cho thơm. Bốn trái ớt. Đứng dậy. Này. Gọi đập sập ra cho thơm. Tỏi bỏ lông lá ra luôn nha, lông lá nha. Gấp vào ăn dính lông lá này. Bỏ ra mất cái ngon. Cẩn thận từ trước. Đây, tỏi đây. Bắt đầu đến ớt. Cay, thịt he, mùi lá é, cay, mùi ớt. Cho một ít tiêu này. Rồi ít nước mắm cho đậm đà. Rồi tí mình nêm sau. Đây là công đoạn đang đun. Đun rồi cho ra nồi lẩu. Nồi nhỏ. Rồi, nhìn hấp dẫn chưa? Hồi nãy mình cho màu vào nhé, giờ có màu luôn này. Sau khi chế biến xong, tôi đã có một nồi lẩu gà lá é nha. Đây là lá é nha. Đây rửa xong rồi. Đây còn nguyên gốc, nguyên cây. Làm vài trái ớt. Đây, nồi này nhìn chất lượng rồi. Cái này mình lẩu mình nhúng mì tôm nhé. Nhúng lá é trước. Đây. Thơm quá. Bắp này ngọt luôn này.
như quán luôn. Mùa mưa này thì lá é này rất rất là nhiều. Camera men ăn thế nào? Đang ăn gì đây? À, camera men đang làm miếng huyết cho bổ máu. Đây, mình đã nấu chín rồi, giờ bỏ lên là nó nóng vừa nhúng ăn. Camera men cho đỡ gói mì vào đây. Lẩu nha, bếp cồn nha. Ok. Camera mày ăn coi bên này không? Không, sướng đó. Nhờ camera men quay mình dùng thử miếng không? Mình đã nêm gia vị vừa nhá. Vừa ăn. Không cần chấm mắm muối gì hết. Thịt này. Săn giòn này. Mời quý vị ăn lá. Mùa mưa lá trong làng nhiều. Mình mua con gà khoảng trăm rồi mình làm ra món này ăn cả nhà. Đúng không? Ngọt lắm, ngọt từ bắp. Ăn gì bổ nấy. Cho miếng lá này. Miếng lá. Làm trái ớt không? Ngọt. Thơm. Ớt cũng vậy, thơm. Ngọt lắm. Ớt này ngon lắm. Đây, đây mình làm miếng lá á. Làm miếng đùi này. Đùi cánh gà này, đùi gà này. Rồi. Đứng dậy. À. Ngon. Quý vị này. Yêu thích kênh của mình hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị cũng có bữa ăn ngon miệng. Và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.